cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Trong một động thái bất ngờ, vừa qua Thụy Điển thông báo sẽ hỗ trợ Ukraine một cặp máy bay cảnh báo sớm trên không, hay còn gọi là các máy bay AEW. Knut Ola Nastastrom, giáo sư tại Học viện Không quân Na Uy nhận định. Chớ chiều thầy, tôi không nghĩ có nhiều người nhìn thấy điều đó sắp xảy ra. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pan Johnson cho biết, đối với Ukraine, các máy bay được trang bị radar này sẽ mang đến khả năng mới chống lại các mục tiêu trên không và trên biển. Ông Pan Johnson nói, khả năng xác định mục tiêu từ xa của Ukraine cũng sẽ được tăng cường. Các máy bay cảnh báo sớm Saab 340 có khả năng trao đổi dữ liệu một cách an toàn với chiến đấu cơ Lockheed Martin F-16 phương Tây hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, các máy bay AEV kép rất dễ bị tổn thương. Không quân Nga đã triển khai từ 8 đến 9 máy bay cảnh báo sớm Beriev A-50 trong kế hoạch quân sự ở Ukraine và trong một vài tháng, bắt đầu từ tháng 1, họ đã tổn thất hai máy bay trước các cuộc phục kích tên lửa của Ukraine. Kiev thậm chí còn nhắm vào nhà máy Beriev của Nga chuyên sản xuất và sửa chữa máy bay A-50. Cặp máy bay AEV-K do Thụy Điển sản xuất có thể còn dễ tổn thương hơn cả A-50. A-50 có 4 động cơ phản lực với tốc độ tối đa hơn 900 km và trần bay gần 12.000 m. Saab 340 là loại động cơ cánh quạt đôi, bay với vận tốc khoảng hơn 480 km/h và bay lên độ cao không quá 7.600 m. Phi hành đoàn A-50 của Nga đã phải trật vật né tên lửa của Ukraine, nhưng phi hành đoàn của Saha-340 có thể còn gặp khó khăn hơn nữa. Điều tồi tệ hơn cho Ukraine là lực lượng không quân Nga đã sử dụng tên lửa không đối không mạnh nhất trong cuộc xung đột kéo dài 27 tháng qua, đó là R-37M với tầm bắn xa tới hơn 320 km tiêm kích MiG-31BM của không quân Nga bay gần biên giới Nga-Ukraine có thể đe dọa toàn bộ không phận Ukraine bằng R-37M. Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, Rusi cho biết, tầm bắn xa của R-37M kết hợp với khả năng hoạt động ở độ cao lớn của MiG-31M cho phép nó có nhiều khả năng để đe dọa máy bay của Ukraine. Tự xuất hiện của chiến đấu cơ Nga được trang bị R-37M đã hơn một lần buộc các phi công của Ukraine phải từ bỏ nhiệm vụ và lao xuống tìm chỗ ẩn nấp điều đáng chú ý là một chiếc Saab ba bốn mươi ạch gần như không thể lẩn tránh được. Các máy bay AeVk không thể tìm chỗ trốn. Về cơ bản, chúng là hệ thống radar. Khi radar của nó tắt, nó không thực sự làm công việc của mình. Nhưng khi radar bật, nó có thể bị phát hiện. Vì thế gần như chắc chắn rằng bất cứ khi nào một chiếc Saab ba bốn mươi cất cánh, nga sẽ biết về nó. Không phải vô cớ mà lực lượng không quân mỹ đang rời xa các máy bay AeVk truyền thống và chuyển nhiệm vụ cảnh báo sớm sang các vệ tinh. Tuy nhiên, không quân Ukraine sẽ không từ chối các máy bay AEW kép, mặc dù chúng rất dễ bị tổn thương. Nhưng để tránh tổn thất chúng ngay lập tức, Ukraine sẽ cần tìm ra cách nào đó để giảm thiểu rủi ro mà các radar bay này sẽ phải đối mặt trước tên lửa Nga. Điều đó tức là chúng phải bay không thường xuyên và không thể đoán trước được, cũng như phải tắt radar cho đến giây phút cuối cùng có thể. Nó cũng đồng nghĩa với việc cần triển khai chúng trong không phận an toàn nhất, đó là ở phía tây Ukraine, dọc biên giới giữa nước này và Ba Lan. Ukraine thậm chí có thể thuyết phục Ba Lan để những chiếc xe A340 hoạt động trong không phận Ba Lan, điều mà Nga có thể phải suy nghĩ trước khi tấn công. Các máy bay giám sát của NATO đã hiện diện hàng ngày ở phía biên giới Ba Lan, thu thập thông tin tình báo về các lực lượng của Nga và sau đó chuyển chúng cho Ukraine. Theo hãng tin Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga mới công bố đoạn video quay cảnh pháo binh của nhóm tác chiến Tersen tấn công liên tục vào các vị trí của quân đội Ukraine ở khu vực Adipka, theo đó, đội pháo binh đã bắn hàng loạt đạn nổ phân mảnh vào các vị trí của quân đội Ukraine từ khoảng cách hơn 10 km. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm tác chiến Tersen đã hỗ trợ cho hoạt động tấn công của các nhóm xung kích bộ binh vào vị trí đối phương, nhắm vào các khu vực tập trung của quân địch. Ngoài ra, việc kiểm soát mục tiêu và truyền tọa độ vị trí của đối phương được nhóm binh sĩ trinh sát thực hiện với sự hỗ trợ của máy bay không người lái UAV. Lực lượng pháo binh Nga được đánh giá có những binh sĩ giàu kinh nghiệm và đóng vai trò quan trọng trong xung đột hiện đại. Họ được trang bị các hệ thống pháo binh tiên tiến như 2S19 MSTAS và 2S35 Coalicia SV để tấn công nhanh và chính xác vào các vị trí của đối phương. 2S19 MSTAS 152mm do Viện Thiết kế UZTM phát triển vào những năm 1980, chính thức được đưa vào hoạt động năm 1989. Pháo được thiết kế để tiêu diệt các khẩu đội pháo, xe tăng, xe bọc thép chở quân, phá hủy các công trình phòng thủ, sở chỉ huy, trung tâm liên lạc và ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương. MSTAS đặt trên khung gầm bánh xích được thiết kế dựa trên khung gầm của xe tăng T-80. Sử dụng động cơ diesel của xe tăng T-72 V-84MS 840 mã lực, nhờ đó MSTAS có thể đạt tốc độ lên tới 60 km h trên đường bộ và 25 km h trên địa hình hiểm trở. Hệ thống được trang bị hỏa lực chính là khẩu pháo 152mm L47 2A64, tầm bắn xa 24,7 km nếu sử dụng đạn nổ mạnh phân mảnh HE FRAC và 36 km với loại đạn pháo tăng tầm. Phiên bản nâng cấp 2S19M1 MSTAS được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực tự động, cho phép bắn vào mục tiêu cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Theo thông tin từ nhà sản xuất Tầm bắn tối đa của 2S19M1 MSTAS là 29 km. Pháo có thể bắn các loại đạn gây nhiễu, có sức nổ lớn, được hỗ trợ bởi tên lửa, cũng như các loại đạn dẫn đường bằng laser Krasnopol. Trong khi đó, vũ khí chính của pháo 2S35 Koalitsiya SV là pháo 2A88 152 mm với tầm bắn tối đa gần 70 km, đạt tốc độ khai hỏa 16 phát một phút. Điểm độc đáo của 2S35 Koalitsiya SV so với các pháo tự hành hiện đại trên thế giới là sử dụng tháp pháo điều khiển từ xa. Ngoài ra, pháo còn được trang bị hệ thống định vị vệ tinh, kênh trao đổi thông tin bảo mật và khả năng tự động cập nhật thông tin chiến trường ở cấp chiến thuật. Quân đội Nga đang tiếp tục tiến vào Kharkov, trong đó thành phố Volchansk trở thành tâm điểm của các cuộc giao tranh khốc liệt. Anna News đưa tin rằng lực lượng Ukraine phòng thủ trong thành phố đang phải đối mặt với các cuộc không kích và pháo kích không ngừng nghỉ nhiều loại vũ khí có sức công phá lớn được quân đội Nga triển khai để nhắm vào các vị trí phòng thủ của quân đội Ukraine. Đáng chú ý, lần đầu tiên trong cuộc xung đột, quân đội Nga sử dụng bom nổ cỡ lớn ODAB-1500. Theo Anna News, quả bom này đã đánh trúng một điểm triển khai lực lượng tạm thời của quân đội Ukraine. Vụ nổ đã gây ra thiệt hại đáng kể cho tòa nhà và gây thương vong cho các nhân viên bên trong. Những tổn thất chính xác vẫn đang được đánh giá. Mặc dù thời điểm chính xác của cuộc tấn công không được đề cập, nhưng có xác nhận rằng lực lượng không quân Nga đã thực hiện cuộc tấn công trên. Bom hàng không ODA 1 1500 có hai cầu trì tự động kích hoạt sau một thời gian nhất định kể từ khi được thả. Khi tiếp cận mục tiêu, cầu trì ban đầu sẽ kích nổ điện tích phân tán, sau đó phá vỡ đầu đạn và giải phóng nhiên liệu lỏng, tạo ra đám mây nhiên liệu không khí. Sau một khoảng thời gian ngắn, cầu trì thứ hai sẽ được kích hoạt. Tại thời điểm này, đám mây phát nổ, tạo ra sóng xung kích công suất cao dẫn đến vụ nổ mạnh áp suất tại tâm chấn có thể tăng vọt lên khoảng từ 90 đến 120 atmosphere. Điều này tạo ra sức tàn phá kinh hoàng. Áp suất tăng đột ngột có thể gây thương tích nghiêm trọng cho con người và các sinh vật trong phạm vi gần. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga VKS đã tiến hành cuộc không kích thứ hai bằng cách sử dụng bom ODAB-1500 chỉ trong vòng 2 tuần. Vào ngày 9 tháng 5, chung với lễ kỷ niệm ngày chiến thắng của Nga, VKS đã triển khai quả bom nặng 1 tấn rưỡi này nhằm vào các kho thiết bị và nhân viên Ukraine tại một nhà máy vật liệu chịu lửa ở gia đoạn phim về vụ nổ nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội. Vụ nổ của quả bom khổng lồ này được ghi lại một cách sống động ở cả phổ quang học và hồng ngoại. Một đám mây lửa và khói hình nấm cao chót vót bốc lên từ vị trí bị tấn công, cảnh tượng trông rất giống hậu quả của một vụ nổ hạt nhân. Những vụ nổ thứ cấp diễn ra ngay sau khi bị bom ODAB 1500 tấn công do một số lượng lớn đạn dược và nhiên liệu lưu trữ trong tòa nhà phát nổ và cháy dữ dội. Ngài đã phát triển ODAB 1500, loại bom nhiệt áp được thiết kế để tạo ra vụ nổ nhiệt độ cao sau đó là sóng áp suất cực mạnh, thường được gọi là chất nổ nhiên liệu không khí, FAE. Loại vũ khí này có khả năng vượt trội trong việc nhắm mục tiêu vào các vị trí kiên cố, bong kè và thậm chí cả nơi tập trung sinh lực của đối phương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga vẫn đang cố cản trở hội nghị thượng đỉnh hòa bình thế giới vào tháng tới nhằm giải quyết xung đột và gây áp lực buộc các nước tránh xa cuộc họp. Đồng thời nhấn mạnh, hiện giờ gần 100 quốc gia và tổ chức quốc tế hiện đã tham gia các nỗ lực toàn cầu để giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Ông Zelensky muốn hội nghị thượng đỉnh, dự kiến diễn ra vào ngày 15-16 tháng 6 tại Thụy Sĩ, sẽ tạo ra một mặt trận để gây áp lực lên Nga và thúc đẩy công thức hòa bình của ông, vốn kêu gọi Nga rút quân và khu vực biên giới năm 1991 của Ukraine. Trong khi đó, Nga đã kêu gọi các nước không dự hội nghị ở Thụy Sĩ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi các nước Nam Bán Cầu từ chối tham gia hội nghị ở Thụy Sĩ với Ukraine và không khuất phục trước áp lực của phương Tây về vấn đề này. Ông Lavrov nhấn mạnh, mục tiêu của sự kiện ở Thụy Sĩ không phải là xem xét cách giải quyết xung đột như đã được tuyên bố, mà là phát triển và đưa ra một tối hậu thư mà Nga không thể chấp nhận được. Nga cũng đã không được mời dự hội nghị tại Thụy Sĩ và Moscow coi sự kiện này là vô nghĩa nếu nước này không tham dự. Liên quan đến tình hình xung đột, cơ quan quân sự vùng Sumy, Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tiến hành 17 cuộc tấn công vào khu vực này, gây ra 68 vụ nổ lớn. Theo cơ quan này, quân đội Nga đã tấn công tên lửa vào khu vực hành chính Krasnopilia làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Các khu vực khác như Miropilia và Salinie, Rusba cũng bị nã pháo và rocket, gây ra 38 vụ nổ rung chuyển. Trong khi đó, khu vực Velika, Pisarivka bị máy bay không người lái Nga tấn công. Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định việc Nga tập trung một cụm binh sĩ hạn chế và phối hợp rời rạc theo hướng Sumy, tỉnh láng giềng của Kharkov cũng có thể giúp nước này đạt được hiệu quả theo ý đồ mong muốn là thu hút thêm và giam chân các đơn vị Kiev ở khu vực biên giới. ISVK tiếp tục đánh giá rằng, ngay cả hoạt động hạn chế của Nga ở các khu vực khác của biên giới cũng dẫn đến việc kéo căng lực lượng Ukraine dọc theo mặt trận rộng lớn, đồng thời tạo ra mối đe dọa có thể xảy ra các cuộc đột kích các vùng biên giới khác bên cạnh khu vực phía Bắc Hà Cộp.